Hôm nay có anh này chạy ráp ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ảnh có mua cái đầu lòng của thằng Su X Bay nè, đó thì đi phun cát rồi đây, mình sẽ thay cho ảnh nha. Phương châm của mình là mình ráp đúng kỹ thuật thôi, còn cái chuyện là ví dụ như trò rồi mình chỉnh đúng thôi, ráp đúng kỹ thuật, miệng bạc rồi nói chung là ráp đúng kỹ thuật thôi, còn cái phần im không im gì là mình không biết ha. Tại anh có mua cái đầu với cái lòng phun cát rồi, với lại mua những cái mà lặt vặt anh đã mua sẵn hết rồi, thì mình sẽ thay cho ảnh nha. Thì máy này cũng đang còn im, cái xe này thì cái nồi nó vọng vọng rồi, tại vì nó có lò xo giảm chấn ở nồi á, ở cái nồi sau nó có lò xo giảm chấn, thấy không? Thì cái này là cũng bình thường thôi, có thể là xin cam dùng thì chủ xe không biết có mua hay không. Thì mình thấy ảnh có sẵn cái bộ nồi đó. Rồi xe này tiền thân một lần ảnh gắn lộn đầu cái lực nhớt đã bị lấp bê, cho nên xe này lên tới có thai nha, cho nên bây giờ ảnh sẽ về cái nòng vét tăng đa luôn, thì mình sẽ làm cho ảnh thôi. Nói chung là anh nói hao xăng vậy đó, thì mình thay đầu lòng cho ảnh nha, còn cái gì tính thêm, không làm mất thời gian mình về làm xe này nha. Có gì mình quay lại cho anh em có xe này biết nha. Xe này số 3 số 4 nó hú rồi nha nè, thôi chạy về làm thôi, chuyện hú là chuyện của chủ xe thôi, chung là mình chỉ thay đầu lòng chủ xe mang tới thôi, ráp đúng kỹ thuật nha anh em. Rồi chủ xe đến từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc nha. Chủ xe chào cái chủ xe ơi. Rồi đây nè, đây là mình phải đổi cái này là có vỏ thôi chứ không có ruột, thì chủ xe có mua cái chuông nữa nè, rồi gắn qua ron riết thì ron nồi rồi có hết à. Ok vậy đi, rồi để mình nghiên cứu nha. Rồi ở đây muốn mua điểm nước thì qua đây, cà phê muối thì qua đây luôn, cà phê muối nè hả. Rồi 1841 Lê Văn Lương nha, ấp 4 xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình nói chị chở đồ dạo nha anh em, mình nói chở đồ dạo. Rồi để tài quan đạo tháo ra coi coi sao, rồi mình sẽ thay xe này nha. Chị Thơ, Hoàng Thi Thơ. Hoàng Thơ với Dũng, Hoàng Dũng. Rồi hôm nay có Tạ Hiền ghé tiệm nữa rồi, Tạ Đình Phong ghé tiệm. Có nó mới có tiền chứ. Đây nha, nhà hai chú Tạ Hiền với lại anh này Đàm Đạo nha. Tạ Hiền với Hùng Minh. Chủ xe sao bữa nó bị lúc máy là do sao? Mình làm máy thì hồi đầu 2017, rồi 2018 thay lọc nhớt lộn đầu bị lúp bê, làm lại một lần nữa là từ hôm 2018 tới nay luôn đó. Rồi nha, mai mốt là nếu mà làm cái này thay lọc nhớt rồi coi chừng nó đúng rồi, thay lọc nhớt mà lộn đầu cái là lộn đầu cứng máy luôn á, rất là nguy hiểm. Rồi là nó không có bơm nha đây đó, là chủ xe chia sẻ đó. Mới thay cái cốt cam mới được nửa năm, lúc bê cái thay cái cốt cam mới. Đúng rồi, bởi vì là đó, nó lát kiểm tra dên cho mình nghĩ hồi đó thợ trong phủ quan nó làm đó. Cái này con ốc này nó bị tuôn á, lát chỉnh lại luôn nha, con ốc này nó bị tuôn à. Rồi nha, chủ xe chia sẻ đó nha. Trong khi chờ đợi đồng đội của mình tháo này ra thì mình đi sấy xúc bắp nha, tại vì cái đầu mới đó phun két rồi nó bị rỗ xúc bắp rồi, mình sẽ sấy lại. Rồi cái này bắn két là bị rỗ xúc bắp rồi nha, thì mình sẽ sấy xúc bắp lại nè. Rồi xúc bắp mới, rồi nồng mới nha, ép tăng đa, rồi một bộ chuông bốn ba kèn, ok vô này mới luôn nè, có rỗ bi luôn nè. Rồi thì mình sẽ để cái đầu này lại ha, tại đầu trong xe nó cũng kêu nữa, mình sẽ sấy xúc bắp cái đầu trong xe đang tháo ra đó. Rồi đồng đội của mình đang tháo nồi rồi ra để thay cái bộ này vô nghe. Rồi đây chủ xe có mua lọc giấy lọc đồ nè, bít tông chứ, bít tông nè. Rồi ron phốt rồi chủ xe mua lò xo bốn nồi rồi mua hết rồi, mình thay vô cho chủ xe ha. Đây.
rồi nha. Rồi ở đây là sấy xúc bắp lại nha. Nè đây than đen lắm nè. Đó, thấy không? Thay cho chủ xe cộng sinh cam nha. Thì ở đây là sinh cam nó dùng rồi. Mà đảng cam còn được để lại nha. Cậu khói xe xuống bắp. Thay một cọng sinh cam mới nha. Chủ xe có bố ba kèn với lại chuông mới nha nha. Rồi chủ xe thay bố với lại lò xo mới nha. Đó, đâu ra đó rõ ràng. Vậy ha, vô lại á. Rồi gắn cái ba kèn vô để quay máy luôn cái này. Rồi không có rách rồi để lại nha. Mình đã sấy xúc bắp rồi, chậu khối sạch sẽ nè anh em ơi. Ngon luôn ha. Dạ. Thì ở đây là chủ xe thay luôn cặp lò xo xúc bắp luôn nha. Đó, lò xo xúc bắp. Rồi vô lại nha. Đó, xe chơi tới luôn rồi. À, anh em cái vàng này anh em để lên trên cái chén nè, là quay từ dưới đất lên đó, từ đầu quay lát lên đó. Đây là gài móng nè, bên vàng là bên gài móng nè. Đi mình biết cái xe đó hồi đó còn mới là sao sao rồi đó. Dạ. Sau này nó cũ còn biết, còn mình đưa nhang không vậy mà cũng mát. Sấy xúc bắp mình không có lấy cò ra luôn nha, tại ở đây nó có cái đầu nảy khó lấy ra lắm nha. Ok. Tại vô. Rồi nhanh đi. Rồi vô cam rồi lại nha. Đây cò này mình đâu có tháo ra đâu nha. Chủ xe mua khác đồ nè anh em ơi, cho nên mình phải đi móc mắt rồi nha. Cái bê tông của chủ xe là không có móc mắt, cho nên là phải đi móc cái mới nè. Đó. Thấy không? Vô lại bê tông. Giải không giòn. Mình cứ nghĩ là gắp canh canh ok, gắp xong cái nhiêu đó là nhiệm vụ rồi mình gắp cái áo lại, mình giao xe trả xe chủ xe đi về. Ủa, cứ vậy thôi, bắt đầu cứ vậy không, đâu có nhớ đâu. Thôi vậy thôi, ai nói gì đâu. Rồi ở đây cái cơ cấu vô số này nó y chang như Acelo thôi, nhưng mà cái cốt số này cái bơm nhớt nó có cái đồ để chịu là so hoạt lực lại nè, tại vì nó cần phải có cái đồ để ngắt camera khi mình đạp số là lò xo nó nén vô là mình đạp bằng chân, thấy không? Thì nó phải có chấu bao bì giống như mấy xe Sirius hay Rimway đồ ha, thì giống nhau hết chứ không có gì hết. Chỉ khác nhau chỗ này là nó mọc thêm cái cốt số dài ra có cháu ba bi đây đó. Còn mấy đồ côi nước ngọt sừng trâu rồi giống nhau hết, bơm nhớt giống luôn, ở trên này cơ cấu này giống luôn.
là xiết ốc đầu vô. Xong cái bên này nha, bên đây thì thay xanh cam đó anh em ơi. Đời này còn xài lưỡi hái tử thần. Xài lưỡi hái tử thần đó anh em ơi. Vô lúc nào anh em. Rồi sau khi mình vô sân cam rồi thay cái nồng mới của ảnh, rồi bê tông mới của ảnh, với lại sấy xúc bắp đồ thì máy im nha anh em. Nè, lại vô nồi nữa chạy ok lắm nha anh em. Xe ảnh này hú số 3, số 4 rồi đó, mình cũng đã nói ảnh là ảnh có nguyên cục máy, mai mốt ảnh cho anh em bộ số xuống để thay anh em ơi. Nè đó, anh em thấy không, im hồi nãy nhiều nha, nãy kêu lắm nha anh em đó. Rồi mình chạy thử nữa, mình kết thúc video đây nha. Rồi mình có làm xe su này nha, nói chung là kinh nghiệm thì không nhiều như dòng Honda, nhưng mà nói chung là làm cũng được nha, ráp nguyên cái máy này còn được nha anh em. Cho nên anh em mà tin tưởng thì có thể phụ tùng có luôn nha anh em đó. Thì đó, xe hú số 3 nha anh em, đó hú lớn lắm, số 2 không hú nè đó, số 2 không hú rồi qua số 3 hú nè đó. Rồi xe nồng mới mình không dám kéo nha, thì mình chạy cho anh em coi thôi, mình về mình kết thúc video nha anh em. Rồi mình kết thúc video đây nha, cho anh trai thì còn về tới khu công nghiệp Vĩnh Lộc lận. Thank you.